chín voi ngà, chín con gà, chín con ngựa có hồng mao. Xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui, có anh bên đời mình. Ngày cày nương sâu, chèo ghe, tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao, gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu. Mơ đông đầy con chó, bằng lòng theo anh ấy về quê. Kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia trong đường về. Nhịp độ đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về. Giờ thì em kêu anh mình ơi. Em
em có biết tình yêu anh trao cho em thâm thiết tự như biển lớn yêu con sóng dâng trào. Đêm về anh hay ngắm nhìn lên bầu trời trên cao thầm mùa vì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh chốt xong xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thiệp mừng mình chốt luôn. Em thẹn thùng làm anh vui quá chừng. Ngựa phi anh qua anh lớn anh khi hoa cùng anh đã sẵn sàng, mang theo câu chầu xin lễ ngày đôi mình anh duyên phu thế. Từ đây cây đắng mắng đồng sẽ có đôi vai anh gồng gọi nhau ơi tiếng gia chồng suốt đời em ơi. Em có biết tình yêu anh trao cho em thâm thiết tự như biển lớn yêu con sóng dâng trào. Đêm về anh hay ngắm nhìn lên bầu trời trên cao thầm mùa vì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh chốt xong xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thiệp mừng mình chốt luôn. Em thẹn thùng làm anh vui quá chừng. Ngựa phi anh qua anh lớn anh anh đã sẵn sàng, mang theo câu chầu xin lễ ngày đôi mình nên duyên phu thế. Từ đây cây đắng mắng nồng sẽ có đôi vai anh gồng gọi nhau ơi tiếng gia chồng suốt đời em ơi. Ngựa phi anh qua anh đón anh khi hoa cùng anh đã sẵn sàng, mang theo câu chầu xin lễ ngày đôi mình nên duyên phu thế. Thì con để xin giới thiệu thành thần của họ nhà trai của chúng tôi hàng đây. Thì trước về cái giới chú rể Kèo Hoàng Anh bà thì và đây là ông ngoại của chú rể Quý Định. Rồi thôi giới thiệu kế tiếp nha, đó là bà cô. Rồi kế tiếp người nữ và người nam kế đó là bác thứ tư. Đợt rồi thì có bác thứ ba đi rồi, đợt này là có bác hai vợ chồng bác thứ tư. Còn kế đấy nữa đó là cậu Đông, cậu ruột của cháu rể Quý Định. Còn xin những quý vị nào phía bên họ nhà gái chưa biết thì đây là bố và mẹ của chú rể Quý Định. Và còn có một người có giới thiệu thành thần người không ạ? Dạ. Thấm nhất của hai sư gia và sự đồng ý của hai thân tộc vào ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt. Thân tộc vào nhà trai xin được nhập gia để trình nghi thức và xính lễ cưới cho chú rể Quý Định và cô dâu Cẩm Tươi. Trong xính lễ của thân tộc vào nhà trai mang sang gồm có 8 mâm, trong đó 1 mâm lễ và 1 mâm lộc, 6 mâm quà. Trước thì thỉnh kính lên tổ tiên ông bà quá cố để nguyện cầu cho cô dâu chú rể sống trọn đời bên nhau. Sau mời quan viên thân tộc họ nhà gái cùng toàn thể quý vị khách quý dùng lấy thảo để chúc mừng cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Vậy xin kính mời đại diện thân tộc họ nhà trai gái nhận lấy để cho thân tộc chúng tôi được vui lòng. Xin để cho chú rể phụ kính dâng lên trên tổ tiên ông bà quá cố một chung dụ. Đó là để kính dâng. Dạ. Rồi dâng lên. Dâng lên. Ở dưới cũng kính thưa quan viên hai hồng, bữa nay là sự thống nhất của đôi bên gia đình. Bữa nay là cái lễ là bái đăng hoa chứng kiến mong hai gia đình nhận xu gia rồi chứng kiến cho đôi cặp hạnh phúc đại được đến đây. Đây anh cầu xin nhận dân lên chủ quyền trong nữa mình. Em tiền đây thì mình vừa lấy lọc.
xin mời cô dâu chú rể để
vui quy của cháu Cẩm Tư là ngày lễ cưới của quý vị và Cẩm Tư, thì được sự thống nhất của hai gia đình và đồng ý của hai chuyên gia ngày hôm nay để tổ chức ngày quan trọng nhất cho cuộc đời của hai con hai cháu, thì đã được ông bà từ Bắc và Nam ở Trung cũng bỏ một ít thời gian quý báu đến đây để dự nghi thức chương trình hôn lễ rồi chung vui cùng bữa tiệc để chúc mừng chứng kiến cho hai cháu được nên duyên thành tình chồng nghĩa vợ. Vậy hai con hai cháu để đáp lại tấm chân tình và niềm hạnh phúc đấy. Rồi xin mời lãnh đạo hai họ cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Bây giờ cho con tí luôn. Bây giờ để kế tiếp thằng nghi thức hôn lễ hôm nay thì thằng để dân rượu tri ân cho ông bà của lữ tập hai họ. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể đến đó để chú rể phụ hỗ trợ. Rồi hai bác mình cho ông xin nắm hình hay nắm ảnh cái kỷ niệm này hai bác. Rồi nhìn con nha. Rồi dâu gửi cho đây từ đưa lên nè. Rồi 1, 2, 3 từ đưa lên 2, 3. Dạ rồi ạ. Rồi con mời ông ngoại với bà con để về vị trí rể quyết định. Hai bác tư. Bác hai bác tư đó, tức là bác trai và bác gái, mời hai bác lên đây cho cháu. Rồi mình cũng thời gian cho nó rộng dạng thời gian chút là mình xong rồi mình xin phép cậu Tâm và dì Hà nữa. Rồi hai bác nhìn con thì có hình hai cười tươi nè. Rồi 1, 2, 3 Dạ rồi ạ. Rồi rồi mời cậu Tâm qua đây luôn cho dì Hà nè. Rồi con đốt sẵn đây chưa? Rồi đốt sẵn đây cho thời gian làm. Rồi cô chú lại chụp hình cái ha. Rồi nhìn ra con từ đưa lên nè. Rồi 1, 2, 3 chú lại nhìn đây chú lại nhìn đây. Rồi không luôn cho thêm hai cái ghế mà con anh chị xuống đi luôn. Rồi hai bà chú cũng lấy giùm con luôn ha. Rồi. Rồi nhìn cái con chụp tấm hình cái ha cô chú. Rồi nhìn mấy ảnh ha, vừa đưa lên. Rồi 2, 3, giữ nè. Nhìn con cái. Dạ rồi. Uống cạn con luôn ha. Dạ. Rồi góc đi vô chú để hồi. Hai con có được ngày vui trọn vẹn hôm nay là nhờ con sinh thành dưỡng dục cô vợ mới của những bậc làm cha làm mẹ, nên là con phải dành những chén rượu khi ăn. Rồi hai bà chú bắt tay con luôn, hai bà chú để hai ly rượu xuống bắt tay con luôn ha, hai bà chú. Dạ rồi hai bà chú bắt tay con luôn, hai bà chú ơi. Đúng rồi, dạ đúng rồi, gia đình ơi, nhìn lên con ha. Rồi nhìn mấy con nè con chú. Rồi 2, 3 giữ nguyên nha. Dạ rồi con gái để xin mời ông bà ông ngoại. Tôi luôn bây giờ làm thúc đẩy bán nắng lộn bán nắng luôn đấy. Đi qua mà cũng khó khăn quá. Rồi nhìn cái ông bà mình nhìn con cái ha ông bà ơi. Con cái chúc mừng cái rồi nhìn con ha, dâu rể nhìn đây cứ đưa lên 2, 3 dạ rồi ạ. Mời các con kìa. Nói hãy nói khỏi. Mình nói thôi. Nãy giờ nói đây rồi.
giờ là bố mẹ của chú rể và bố mẹ của cô dâu cũng có một món quà để trao tặng cho hai con trong những điểm ngày cưới hôm nay. Vậy là xin mời bố mẹ của chú rể Quý Định cũng có một món quà. Thì các món quà này không biết bao nhiêu đây. Cái đợt lễ đại đăng khoa thì con cũng có định hướng tặng cho cô dâu thêm một món quà nữa. Rồi cô chú nhìn mấy chụp hình con nha. Rồi 2, 3, cười tươi lên. Dạ rồi. Chú ống mắt bên cô dâu. Đây ạ. Đợt này sắm xe hơi sắm nhân xe nhà lầu. Không á, đợt này bác hai có một chút cho các cháu mua khách nhà. Mua nhà. Rồi mua đám cho giờ khách nhà. Rồi bác hai bác đứng gần này nhìn tấm hình luôn ha. Rồi nhìn cái con ha, cười tươi lên, cô dấu rễ rồi, nhìn đây ha, 2, 3. Dạ rồi. Hai nhập đều mà. Hai nhập đều. Hai nhập đều. Hai nhập đều. Rồi cười tươi lên nào, 1, 2, 3. Cô đứng trong này đi.
có nấu nấu. Dạ rồi. Không vô trời. Tôi đứng trong này. Rồi nhìn cho con xin chụp thêm tấm nữa. Rồi chị cầm tay lên hả? Rồi 2, 3. Dạ rồi. Rồi nhìn con cái hàng từ lên nào, 1, 2, 3. Dạ rồi. Rồi nhìn cái lên người lên ha, 1, 2, 3. Dạ rồi. Rồi nhìn đây ha mọi người ơi, người tư lên nè, 1, 2, 3, giữ nguyên nha, 2, 3. Rồi. Rồi đợi con tí nha, đợi con tí nha. Quay phim hay chậm rồi. Thả tim lên mọi người ơi, đúng rồi. Cầu đó là mong lành của cô dâu và chú rể, thì trước mặt thực hiện đây cũng đầy đủ nội ngoại của đôi bên thân tộc để cho hai cháu cùng dỡ mâm cầu ra cùng lấy ba miếng cầu và phúc cho hai cháu. Rồi, hai con. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cau, xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Ngày mai đang cười, ngày vui nhất trong cuộc đời. Nên nghĩa phu thê, duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng, ai cũng ngày chờ đêm mong. Đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo chài, xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày đơm bông. Thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cau, xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Thằng làm lễ gia tiên tại họ nhà gái đến đây đã tạm thời dừng lại, thì con xin đại diện thân tộc họ nhà trai cho con cũng xin phép làm cái lễ bái đường, tức là cái lễ nhận dâu. Thì đây trước thì có tổ tiên anh bà, sau có ông bà hiện tiền, thì cho phép họ nhà trai của chúng con để nhận cô dâu. Thì nay cô dâu là Bùi Thị Cẩm Tươi đã chính thức là cô dâu cho nhà họ Nguyễn, đó là vợ của Nguyễn Chí Định. Vậy xin mời bố mẹ của Quý Định cùng nhận lấy đó là người dâu, để sau này là nối dòng nối dõi cho họ Nguyễn của chúng ta. Đây là chú rể, không được đưa lên. Đấy, nhìn đây nè bác.
đến đây xin tạm dừng. Và tôi xin đại diện cho thân tộc họ nhà trai cũng kính mời quan quyên thân tộc họ nhà gái cùng đến ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 năm Quý Mão cùng sang gia đình thân tộc họ nhà trai của chúng tôi để dự nghi thức chương trình hôn lễ chung vui cùng buổi tiệc và uống nhiều chung rượu để chúc mừng cho hai cháu đi đến trăm năm hạnh phúc trọn đời. Vâng, xin cảm ơn. Và để kế tiếp thì trong vấn đề mà nghi thức chương trình hôn lễ cũng không phải diễn ra có những phần sơ xuất, thì tôi cũng mong rằng đôi bên thân tộc, đôi bên gia đình vì tình thương mến thương, vì hạnh phúc của đôi trẻ mà lượng tình bỏ qua cho. Tôi chân thành cảm ơn. Hiện bên bà nhà gái xin kính mời quan viên họ hàng trai để ta hôn xin kính mời. Bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Yêu nhau đã lâu, cớ sao anh chưa ngỏ lời? Anh đang ngại gì, hay là anh hỏng yêu em? Ngày kia cũng tốt, anh coi anh tính đi kìa. Em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh thôi. Em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao trọn cho anh. Anh chất phát thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giáo bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dây cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Đời trai có mấy lần, hôm cưới em thì cưới ai? Sương gió mây ngần, phong ba bụi trần, tương lai nhờ nhà vợ anh ơi. Nhờ nhà vợ anh ơi. Nhờ nhà vợ anh ơi. Em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao trọn cho anh. Cho nè. Thương anh chất phát thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giáo bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dây cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Thời khắc đôi ta xanh duyên vợ chồng, hứa trăm năm ta nghĩa nặng tình sâu. Mình đứng bên nhau xanh đôi trai tài gái sắc, có ai xanh bằng. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giáo bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dây cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm.
mỗi tối, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm giàu. Như chiếc cầu vồng bắc ngang qua cơn mưa, luôn tỏ ánh hào quang tràn đầy hy vọng. Đó là ánh sáng của tình yêu, một khát khao mạnh mẽ. Và ngày hôm nay, bạn Cẩm Tươi và Quý Đình, hai bạn đã quen biết, tìm hiểu và đã tiến đến hôn nhân. Và trước khi chúng ta cùng gặp gỡ Đỗ Quyền Ương thì chúng ta không thể nào quên được công ơn sinh thành và dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay với sự dìu dắt của các đấng sinh thành, chắc chắn sẽ mang tình yêu của hai bạn đi đến bến bờ hạnh phúc. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cọng hoa của buổi tiệc ngày hôm nay và dành những tràng pháo tay thật lớn của mình để chào đón các vị chủ hôn đến từ hai bên gia đình tất cả quý vị nha. À vâng, đầu tiên cho phép càng xin được trân trọng kính mời ông bà Bùi Công Tấn, Trần Thị Kiều, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, là song thân của cô dâu Bùi Thị Cẩm Tươi, vinh dự là chủ hôn họ nhà gái. Một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta cùng chào đón tất cả quý vị. Kính mời ông bà Nguyễn Quý Sự, Nguyễn Thị Minh, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là song thân của chú rể Nguyễn Quý Đình, là chủ hôn họ nhà trai. Và tiếp theo một điều nữa xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về cọng hoa và chọn dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Đỗ Quyền Ương đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay tất cả quý vị nhé. Xin mời cô dâu Bùi Thị Cẩm Tươi đẹp nhất cùng với chú rể Nguyễn Quý Đình, một tràng pháo tay thật lớn chúng ta chào đón Tân Lan và Tân Gia Nhân tất cả quý vị. Và trên sân khấu chúng ta là đại diện chủ hôn đến từ nhà trai và nhà gái, cũng như là cô dâu và chú rể đã có mặt tại sân khấu. Và để đáp lại tấm chân tình mà tất cả quý vị đã đến đây cùng chung vui buổi tiệc, ngay bây giờ xin mời hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng nhau nghiêng mình gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương nhất ạ. Dạ vâng, vừa rồi là một cái cúi đầu thay cho lời chào, lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị. À vâng, kính thưa quý vị, đúng là trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc vẫn là lệ nhau, chuyện tình duyên có trầu cao, cha mẹ dặm hỏi cưới nhau trọn ngày. Và ngày hôm nay, ngày 11 và tháng 9 năm Quý Mão, và tại Tư Gia, họ nhà gái đã long trọng diễn ra nghi thức lễ vu quy. Và với sự hiện diện của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh lớn nhất cho gia đình của chúng tôi. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức đầu tiên. Hai bạn sẽ dâng những ly rượu hồng, những ly rượu thật hạnh phúc đời mình nhân ngày vui hôm nay đến cho ba mẹ của hai bên. À vâng, kính thưa quý vị, một lời thì chúng ta không thể nào nói lên hết được công ơn to lớn ấy. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được mượn những ly rượu hồng của buổi tiệc ngày hôm nay, sẽ mời lên các đấng sinh thành. Xin được dâng lên cho ba mẹ của chú rể Quý Đình. Tựa là Biển Đông. Và trên tay các vị chủ hôn của chúng tôi đã cầm sẵn những chiếc ly, sẵn sàng mời tất cả quý vị. Và vì vậy chúng ta cũng đừng quên nâng những ly đồ uống của mình lên tất cả quý vị nha. Ca sĩ điểm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau cạn ly quý vị. À, vâng ạ, kính thưa quý vị, và các bà chủ hôn của chúng tôi sẵn sàng mời quý vị cũng như là để cạn ly thắt chặt tình thông gia hơn. Cho nên quý vị chúng ta cùng nâng ly lên tất cả quý vị nha. 1, nâng ly lên quý vị. 2, 3, 2, 4. Chúc cho hai họ đậm đà tình thâm, cầu cho hạnh phúc ấm no. Chúc sức chung. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta rất là vinh dự khi được đón tiếp họ nhà trai đến từ thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Và về phía họ nhà trai ngày hôm nay có ông Châu Hoàng Chính, xin được vinh hạnh làm đại diện đến từ họ nhà trai sẽ có đôi lời tri ân gửi đến tất cả quý vị. Cho phép Khang xin được mời ông Châu Hoàng Chính đại diện đến từ nhà trai chúng ta cùng tiến về sân khấu.
Tôi xin đại diện cho thân tộc họ Nhà Trai, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quan quyên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hôn trường trong ngày lễ cưới của chú rể Quý Định và cô dâu Cẩm Tươi hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi chúc tất cả ngày hôm nay sức khỏe và thành công. Và ngày hôm nay chúng tôi đến đây đã được thân tộc họ Nhà Gái cùng quý vị khách quý tiếp đón rất an tình trong nghi thức chương trình hôn lễ, đã được thân tộc họ Nhà Gái tạo mọi điều kiện thuận lợi dễ dàng cho nghi thức chương trình hôn lễ được diễn ra tốt đẹp. Và nhân dịp hôm nay tôi xin kính chúc xui gia hai bên gia đình cùng thân tộc ngày càng thắt chặt tình keo sơn, làm bến bờ vững chắc để cho chú rể Quyết Định và cô dâu Cẩm Tươi đi đến tột đỉnh của tình yêu, đó là ngày trăm năm hạnh phúc. Và nhân dịp hôm nay tôi chúc tất cả quý vị vui miệng, ngon miệng trong buổi tiệc hôm nay và chúc mừng vui tươi trong cuộc sống, thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình, lời chúc sức khỏe an lành và thành đạt. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn những lời tri ân rất chân thành đến từ họ Nhà Trai. Và ngày hôm nay Khang cũng rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu hôm nay đồng hành với buổi tiệc ngày hôm nay, cũng xin được thay mặt cho Nhà Gái xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến đây cùng chung vui buổi tiệc. Và trong lúc tiếp đón và tiếp đãi quý vị, nếu có điều gì sơ sót thì mong quý vị chúng ta cùng vì tình thương mến thương mà thông cảm cho hai bên gia đình tất cả quý vị nha. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và trước khi Khang mời hai bên gia đình chúng ta cùng về với bàn tiệc, một lần nữa xin mời xui gia chúng ta cùng tiến lại gần nhau để bắt tay lưu lại khoảnh khắc đẹp ngày hôm nay. Hai bên gia đình chúng ta kết chặt tình thông nha. Về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười mò sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bước bọn làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn. Chú rể thầm mong ước và nhờ MC nhắn nhủ thế này. Khi xưa lúc mới quen nhau muốn hôn một cái nhưng sao ngại ngùng. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng và muốn hôn một cái để thỏa lòng ước mong. Và ngày hôm nay chú rể Quý Định rất là muốn tặng cô dâu Cẩm Tươi một nụ hôn ngay trên sân khấu này và trước mặt toàn thể quý vị. Không biết quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý chúng ta vỗ tay lớn lên quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn sự đồng ý của tất cả quý vị. Thường thường mình hôn nhau thì phải chậu kín đáo đúng không ạ? Và không có người thì ngày hôm nay Hà Khang đã hỏi ý kiến quý vị sẽ đứng trên sân khấu này và thể hiện một nụ hôn thay cho tình yêu thật nồng cháy của tất cả quý vị. Và chú rể cô dâu chúng ta cũng đang rất sẵn sàng. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng gác lại công việc riêng tí xíu, hạ đùa của mình xuống khoảng ít giây thôi quý vị, cùng cộng tác với MC ngay giờ phút này đây quý vị. Khang sẽ đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau vỗ tay thật lớn và thật đều, thật dài để cho nụ hôn chúng ta diễn ra thật hạnh phúc tất cả quý vị nha. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay mặt lại. Cô dâu và chú rể sẽ hôn nhau thật sâu. Chúng ta cùng vỗ tay quý vị nha. 1 2 3 Một tràng vỗ tay thật lớn cùng nhau chúc mừng tất cả quý vị. Miếp trầu đất nghĩa phù thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh.
Người ta thường đón ngày vui nào bằng ngày vui hạnh phúc, bằng khúc giờ nào đẹp bằng khúc giờ lứa đôi. Chưa hôm nay đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả bạn bè và đặc biệt đủ cả hai họ bốn bên về đây sum vầy. Cho phép Nga xin được thay mặt cho tất cả quý vị quan khách chúc cô dâu chú rể chúng ta từ nay duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Xin mời hai bạn cùng nắm tay nhau di chuyển về bàn tiền để chiêu đãi những vị khách thân thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng dành khoảng thời gian này cho buổi lễ. Không dừng giờ gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hết chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Sứ biển em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt me lem có một vết xước. Là áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em lúc ở không đánh bài tư sắc với mấy bờ trên của Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta.
nhanh nhẹn sắp sân không khí tăng hôn lên đần ai cũng xì xăm đôi mình nhìn tôi nó tân bới bên nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon đóng phòng ăn ai lo cúc lo cài kiếm tiền nuôi con hai nhà ta nay thành xuôi trong nguồn chạy ra một dòng thơ mẹ kính cha cho con chữ hiểu mới là đạo con ru hơi ru sinh tử tình mẹ hôm nay thêm hai con đường lớn tàu hành đi.
Chị Xui sẽ song ca một bài hát tặng cháu trong ngày du quy xuất giá, bài hát Tân Cổ được mang tên Con Gái Của Mẹ. Cho
nhàng anh nắm đôi tay cái hôn môi nàng, chắc đến năm sau mình làm đám cưới. Anh không mong gì hơn ngày đêm có em bên mình, năm sau rung rang pháo nổ. Tay anh mang chầu cao nguyện yêu em đến muôn đời sau, anh chỉ mong cho đôi ta ấm no nhà mình đông vui để đàn con cháu đan duyên phu thê uyên ương đẹp đôi, sẽ bên nhau trong đời cầu trời cho ta thương nhau dài lâu. Xích cái đất bên này đè rồi nhìn sang đâu mà em thâm xin, anh nào đâu dám mơ đâu một lần mà mình được chung lối. Đem cho cao đóng dấu nhân là bồi hồi từ lần đầu mới quen nhau, anh ngưỡng sang nhìn em mà lòng này bỗng chợt thấy thương em quá. Chắc bàn tay nè nhất bái thiên địa em sẽ thành con dâu phô ma, anh mãi đây chúng ta sẽ sanh một hàng cu tiếp thôi bên mỗi anh thôi, một bài ấm riêng mình mỗi đôi ta, ngày dù đó không còn xa nữa mình hạnh phúc bên nhau trọn đời. Hey, hi, thời kìa em nhìn xem tới bế tay vòng mình cũng quăng quýt đã mấy năm trời, một lòng một dạ đâu có hai lòng, chỉ cần là em gật đầu đồng ý okay. Hai bên gia đình màn xuôi ngày lành tháng tốt tám âm ngũ quả, xin phép ông bà đưa em về nối họ tên đầy đủ của em là gì nè. Anh điền vô sổ hộ khẩu tới má của anh, thương con thương cháu nên em đừng lo mấy cái chuyện làm dâu, em chỉ có việc giặt đồ rửa chén, còn cả thế giới anh lo, anh sẽ ngồi ráp cho em nghe mỗi tối, nhưng mà đừng có ép trong lúc anh ho. Nguyện một lòng này sẽ chỉ yêu có em và thương mỗi em, hứa đi sau này đầu bạc răng long sẽ không bỏ nhau, để cho họ hàng mình được thêm con cháu đông càng vui, mai này một nhà mình sẽ vui tươi đến muôn đời sau. Tay anh mang chầu cao nguyện yêu em đến muôn đời sau, anh chỉ mong cho đôi ta ấm no nhà mình đông vui để đàn con cháu đan duyên phu thê uyên ương đẹp đôi, sẽ bên nhau trong đời cầu trời cho ta thương nhau dài lâu. Xích cái đất bên này đè rồi nhìn sang đâu mà em thâm xin, anh nào đâu dám mơ đâu một lần mà mình được chung lối. Đem cho cao đóng dấu nhân là bồi hồi từ lần đầu mới quen nhau, anh ngưỡng sang nhìn em mà lòng này bỗng chợt thấy thương em quá. Chắc bàn tay nè nhất bái thiên địa em sẽ thành con dâu phô ma, anh mãi đây chúng ta sẽ sanh một hàng cu tiếp thôi bên mỗi anh thôi, một bài ấm riêng mình mỗi đôi ta, ngày dù đó không còn xa nữa mình hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tay anh mang chầu cao nguyện yêu em đến muôn đời sau, anh chỉ mong cho đôi ta ấm no nhà mình đông vui để đàn con cháu nên duyên phu thê uyên ương đẹp đôi, sẽ bên nhau trong đời cầu trời cho ta thương nhau dài lâu. Nhất bái thiên địa em sẽ thành con dâu phô ma, anh mãi đây chúng ta sẽ sanh một hàng cu tiếp hư mình mỗi anh thôi, một mái ấm riêng mình mỗi đôi ta, ngày dù đó không còn xa nữa mình hạnh phúc bên nhau trọn đời.